Kính chào quý vị đang đến với chương trình Hành trình khát vọng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước BBTV. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo cách mạng, người sáng lập và dìu dắt nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác báo chí. Người cho rằng, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. Cần phải có tính chất quân chúng và tinh thần chiến đấu cao. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt 96 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn làm tốt trách nhiệm xã hội của mình, thực sự trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, là cầu nối của Đảng và Nhà nước với nhân dân, đồng thời là diễn đàn tin cậy để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát quyền lực, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay chính là chủ đề mà chúng tôi muốn trao đổi với quý vị trong chương trình Hành trình khát vọng đặc biệt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021. Và cùng tham gia bàn luận chủ đề này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, Phó trưởng ban đại diện báo Quân đội Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó trưởng phòng phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được chúc cho những nhà báo có một ngày thật sự là ấn tượng, ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình Hành trình khát vọng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong thời đại bùng nổ thông tin, sự phát triển của Internet, sự phổ cập của mạng 4G, 5G cùng tiện ích của các thiết bị thông minh đã khiến cho hành vi của người dùng thay đổi. Những thay đổi lớn trong cách tiếp nhận thông tin của công chúng buộc báo chí đứng trước những thay đổi sâu rộng. Đối diện trước những thách thức trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như là thách thức vô cùng lớn. Báo chí Bình Phước cũng không phải là ngoại lệ. Có thể thấy rằng, xu thế số hóa là không thể đảo ngược trong tiến trình phát triển hiện nay. Và báo chí, với tư cách là một ngành nghề luôn tiếp xúc sớm nhất, phản ứng nhanh nhạy nhất với mọi biến động của xã hội, đương nhiên không thể nằm ngoài quỹ đạo của sự phát triển này. Cùng với báo chí cả nước, để thích ứng với yêu cầu phát triển và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của báo chí trong thời đại số, trong những năm qua, BBTV đã không ngừng đổi mới, phát triển lớn mạnh, ngày càng nâng cao chất lượng báo chí cả về nội dung, hình thức và hiệu quả thông tin, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng Việt Nam. BBTV đang nỗ lực thực hiện truyền thông theo hướng đa phương tiện. Công chúng của BBTV giờ đây, ngoài tiếp cận thông tin qua 4 loại hình báo chí, báo hình, báo in, báo phát thanh, báo điện tử, còn tiếp cận các thông tin trên địa bàn tỉnh một cách nhanh nhạy, chính xác, thông qua các ứng dụng trên Internet như BBTV Go, kênh YouTube Truyền hình Bình Phước. Đặc biệt, để tương tác với khán giả, BBTV còn có các trang fanpage với hàng vạn lượt xem và tương tác. Thông qua đó, công chúng nhận được thông tin chính thống, nhanh chóng, sâu, rộng hơn. Giữa môi trường truyền thông mở, truyền thông đa phương tiện, đội ngũ những người làm báo được thỏa sức sáng tạo những sản phẩm truyền thông mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội đã đặt ra rất nhiều thách thức cho báo chí truyền thống. Nếu như trước đây, tuổi thọ của báo chí rất dài, thì hiện nay, mạng xã hội đang chiếm một ưu thế rất mạnh. Thông tin mới được cập nhật từng phút, thậm chí từng giây. Và không chỉ nhà báo mới được đưa tin, mà ngay cả những người dân bình thường cũng có thể đưa ra thông tin và chính kiến của mình. Với sự bùng nổ thông tin trong thời đại số, bản lĩnh của người làm báo phải càng được thể hiện trong việc chọn lọc và phản biện thông tin. Phải làm sao những tin, bài đưa ra phải đảm bảo thị hiếu của người đọc, người xem, lại vừa thể hiện đầy đủ tính đúng đắn, chuẩn mực, hình mẫu trong vai trò định hướng dư luận. Có thể nói đối với làm báo ở trong cái thời điểm đa phương tiện như hiện nay và người biên tập viên thì làm trên tất cả các hạ tầng số thì cái thách thức lớn nhất đó là chúng ta phải học tập, tiếp thu công nghệ. Nhưng mà rõ ràng đối với công tác làm báo thì
Nếu mà chúng ta không học hỏi thì chúng ta sẽ thụt lùi phía sau. Cho nên đối với thách thức lớn nhất thì cũng là một cái sự thuận lợi để chúng ta tiếp cận thêm công nghệ thông tin. Và đối với những người làm báo có tâm miệt mài học hỏi thì bao giờ cũng phải càng học thì chúng ta càng có thêm nhiều kinh nghiệm. Và rõ ràng khi yêu nghề thì cái việc học nó không phải là gì khó khăn. Đối với mỗi nhà báo, đối với mỗi cơ quan báo chí thì có rất là nhiều thách thức. Đó là cái vấn đề mà cạnh tranh thông tin giữa các báo, đặc biệt là báo mạng xã hội. Đó là cái sự phải xử lý thông tin, tiếp nhận thông tin qua các kênh, các báo mạng xã hội cũng như là các trang mạng xã hội. Đòi hỏi là mỗi một nhà báo, mỗi một cơ quan báo chí buộc mình là phải có cái sự sàng lọc và tiếp nhận thông tin một cách tốt nhất. Điều đó thì đòi hỏi kể cả những cái người làm báo phải biết, phải trau dồi được các bản lĩnh chính trị để mà tiếp nhận thông tin và sàng lọc thông tin. Trong thời đại hiện nay thì đội ngũ nhà báo của chúng tôi thường đi tác nghiệp thì cũng cần có một cái khoảng thời gian nhất định để có thể cung cấp thông tin đến cho tất cả công chúng. Nhưng bên cạnh đó thì mạng xã hội nè, cũng như tất cả những cái kênh có thể là không chính thống hay là từ những cái cá nhân riêng thì họ có thể là cung cấp thông tin nhanh hơn. Đây là một cái thách thức đối với đội ngũ nhà báo của chúng tôi, và cũng chính vì thế là bản thân mỗi người phải không ngừng học hỏi về công nghệ thông tin, đặc biệt là sự hỗ trợ của đồng nghiệp để mỗi người sẽ cố gắng phối hợp với nhau để cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Là một người làm báo hơn 20 năm rồi, tôi cảm thấy rất là tự hào về cái nghề của mình lựa chọn, bởi vì nghề báo đã đem lại cái vinh quang, đem lại cái hạnh phúc cho bản thân tôi, nhưng cũng đem đến cho tôi những cái thách thức và đòi hỏi bản thân của mình cần phải cố gắng, tức là phải cố gắng học lên từng ngày, phải bền bỉ rèn luyện từng ngày, nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách và tự đổi mới là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại ngày nay. Những nhà báo trong kỷ nguyên số không chỉ đòi hỏi sự sáng tạo, nhanh nhạy, nắm bắt công nghệ mới, tư duy mới, mà còn cần có bản lĩnh mới trong thế giới kết nối, thông tin đa chiều và nhiều màu sắc như hiện nay. Ngay từ đầu thì ban giám đốc cùng toàn thể viên chức người lao động của cơ quan đã xác định rằng chúng tôi phải đoàn kết, phải biến cái áp lực này, biến cái khó khăn thách thức này thành một cái động lực để mình phát triển. Và chính vì thế là chúng tôi đã hết sức là cố gắng trong toàn bộ cái hoạt động của mình và có một cái sự đổi mới rất lớn từ chương trình, từ nội dung đến các hình thức thể hiện. Và trong đó thì cái cách làm của chúng tôi đó là xác định được cái chủ điểm tuyên truyền của mình, cái việc mà mình cần keep, phải xác định đúng và phải bắt trend với cái xu hướng, bắt kịp được cái xu hướng. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi luôn bám sát những cái sự kiện chính trị, những cái vấn đề của cuộc sống. Và cái đặc biệt nữa là chúng tôi gần gũi hơn, tương tác nhiều hơn với công chúng, làm cho cái thông tin của mình nó kịp thời, sinh động, chính xác và đúng là cái mà mọi người đang tin tưởng và kỳ vọng. Và bên cạnh những cái điều đó thì cái sự nỗ lực đổi mới đó thì chúng tôi chú trọng cho cả bốn loại hình báo chí và xác định là một cơ quan báo chí đa phương tiện có bốn loại hình báo chí, thì cả bốn loại hình báo chí này đều quan trọng như nhau với một cái khẩu hiệu, đó là chú trọng báo nói, đổi mới báo hình, cải tiến báo in và bứt phá từ báo điện tử. Và chúng tôi đã làm được điều đó, và ngược lại chúng tôi cũng nhận được những cái phản hồi hết sức là tích cực đối với các nội dung của mình từ công chúng, và đây cũng là một cái động lực cho chúng tôi hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Công chúng đánh giá cao và cái sự kỳ vọng mong đợi của công chúng cũng như là cái nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo tỉnh giao thì chúng tôi đều hết sức là nỗ lực. Cái sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh và cái sự kỳ vọng mong đợi, tin tưởng, tin yêu của công chúng là một cái động lực rất lớn đối với những người làm báo của BBTV, và chúng tôi luôn trân quý cái điều này và sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã cảm nhận thấy phần nào sự chuyển mình và đổi mới của báo chí Bình Phước trong kỷ nguyên số. Và câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi với đại tá nhà báo Phan Tùng Sơn ạ. Thưa ông, là người đã nhiều năm gắn bó với báo chí Bình Phước và bản thân ông cũng trực tiếp truyền dạy những kỹ năng làm báo cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của BBTV. Như vậy thì bản thân ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi của báo chí Bình Phước trong bức tranh toàn cảnh của báo chí cả nước ạ? Có thể nói sự chuyển đổi của báo chí Bình Phước là một quyết định rất táo bạo, mang tính đột phá mạnh mẽ. Tất nhiên, sự đổi mới, sự đột phá muốn thành công thì nó phải trải qua một quá trình chuẩn bị, một quá trình chạy đà rất bài bản và chu đáo. Sự chuẩn bị để đi đến một quyết định đột phá của báo chí Bình Phước, chúng tôi nghĩ nó được thể hiện trên những yếu tố chính.
Đó là trước hết chúng ta phải nói về sự đổi mới đột phá từ chủ trương và tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh. Việc tỉnh ủy Bình Phước quyết định xây dựng mạng lưới báo chí của địa phương theo mô hình truyền thông đa phương tiện, mô hình tòa soạn hội tụ đã thể hiện một cái tư duy bứt phá mạnh mẽ, đi tắt đón đầu, một quyết tâm để có được kết quả xứng đáng. Thứ hai, ở đây chúng tôi muốn nói đó là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá của bộ máy quản lý lãnh đạo. Tôi thấy bộ máy lãnh đạo của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước trước khi thực hiện cái mô hình tòa soạn hội tụ thì đã có những cái bước đi, bước chạy đà rất bài bản. Các anh, các chị đã đi học hỏi kinh nghiệm, thâm nhập thực tế, nắm bắt cái hay, cái mới của các cơ quan báo chí, truyền thông ở các địa phương trong cả nước. Rồi thì tiếp đó là tổ chức các cái cuộc tập huấn, thay đổi thói quen từ quản lý cho đến phong cách làm báo. Từ một cái thói quen truyền thống sang cách tác nghiệp, cách quản lý đa năng, đa dạng và linh hoạt. Và nhân tố thứ ba đó chính là cái sự vận hành của cả một bộ máy. Phóng viên, biên tập viên, nhân viên bắt buộc phải học hỏi, phải thích nghi, và họ đã thích nghi rất nhanh. Và cho đến nay thì mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng có thể nói guồng máy tòa soạn hội tụ hoạt động theo mô hình truyền thông đa phương tiện của báo chí Bình Phước đã đi đúng hướng và vận hành khá là hoàn hảo, trơn tru. Theo đà này thì tôi nghĩ là báo chí Bình Phước không chỉ hòa nhập, không chỉ hội nhập nhanh chóng vào môi trường báo chí của cả nước và khu vực, mà chắc chắn nó sẽ có những đáp số, những phương thức mang tính mô hình để cho đồng nghiệp, để cho các cơ quan thông tấn, truyền thông, báo chí ở các địa phương khác có thể đến để tham khảo, trao đổi và vận dụng. Như vậy thì thưa nhà báo Nguyễn Thị Minh Hạnh, thách thức của báo chí truyền thống với mạng xã hội trong giai đoạn bùng nổ thông tin như hiện nay là gì? Theo chị thì báo chí hiện nay có nên cạnh tranh với mạng xã hội, và liệu có thắng được mạng xã hội hay là không? Và phải chăng là chúng ta đang quá lo lắng về điều này thưa chị? Theo tôi thì thách thức mà mạng xã hội đặt ra cho báo chí truyền thống có thể kể đến một số cái thách thức nổi bật. Ví dụ như là tốc độ thông tin. Mạng xã hội thì rất là nhanh vì là có thể là mọi người không cần kiểm chứng mà cứ thấy là đưa lên thôi. Do đó là cái tốc độ thông tin nó rất là nhanh. Thứ hai nữa là sự đa dạng về nguồn tin. Chúng ta đã biết là từ khi có mạng xã hội thì nhà nhà người người đều có thể đưa tin của mình lên. Và nhà nhà người người ở một góc độ nào đó là một phóng viên đưa tin. Cái tiếp theo nữa đó là tính nhiều chiều của thông tin và nhận và phản hồi ngay lập tức. Thì đó theo tôi là ba cái thách thức lớn nhất. Còn cái việc mà những cái thách thức đó được nhìn nhận như thế nào thì tôi nhìn nhận nó khác nhau qua từng giai đoạn. Ví dụ như ban đầu khi mạng xã hội mới phát triển thì tôi nghĩ mạng xã hội thực sự là một thách thức rất lớn của báo chí truyền thống. Dần dần sau đó thì tôi nghĩ là báo chí truyền thống phải cạnh tranh với mạng xã hội. Và dần dần cho đến giai đoạn hiện nay thì tôi coi mạng xã hội như là một nguồn tin ban đầu, một nguồn tin có tính chất tham khảo cho báo chí truyền thống. Và chính vì cái sự nhìn nhận như vậy, có cái sự thay đổi theo thời gian như vậy, thì đến bây giờ tôi nghĩ là báo chí truyền thống và mạng xã hội không phải là cạnh tranh với nhau. Và chúng ta cũng không nên quá lo lắng, mà chúng ta phải đặt mình vào trong cái bối cảnh phát triển bùng nổ của thông tin hiện nay để mà thay đổi mình, để mà thay đổi báo chí truyền thống cho nó hiện đại hơn, nó mới mẻ hơn, được công chúng đón nhận nhiều hơn. Do đó thì theo tôi là chúng ta tồn tại song song với mạng xã hội chứ không cạnh tranh, nên là không có đặt vấn đề ai thắng ai thua ở đây. Vâng thưa quý vị, đó là những chia sẻ của nhà báo Minh Hạnh. Còn đối với nhà báo Phan Tùng Sơn thì sao ạ? Theo ông thì mạng xã hội có phải là thách thức lớn nhất hiện nay với báo chí Việt Nam hay là không? Hay là còn một điều gì khác nữa ạ? Tôi nghĩ cạnh tranh là một cái quy luật tất yếu của phát triển. Nếu không cạnh tranh thì báo chí không thể phát triển. Và bất cứ cơ quan báo chí nào cũng vậy, muốn phát triển thì phải đặt trong cái mối quan hệ cạnh tranh. Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, mà nòng cốt là công nghệ thông minh, là trí tuệ nhân tạo, nó đã và đang đặt ra những
vận hội và thách thức vô cùng lớn đối với nghề báo và nhà báo. Không ít người bày tỏ lo ngại là sự phát triển đa dạng và nhanh chóng cũng như sự phát triển toàn diện của mạng xã hội, của công nghệ thông minh, nó sẽ là thách thức sống còn đối với báo chí và đặt báo chí vào một cuộc cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội. Thực ra thì lo ngại như thế không hẳn là sai, nhưng mà tôi cho rằng nó có một cái yếu tố cực đoan ở trong đó. Bởi vì chúng ta thấy trên thực tế, từ khi xuất hiện mạng xã hội đến nay, thì tính cạnh tranh của báo chí đối với mạng xã hội là một tính tất yếu, và nó đặt trong mối quan hệ cạnh tranh để phát triển. Và tôi có thể nói là mối quan hệ giữa báo chí và mạng xã hội hiện nay là một mối quan hệ cộng hưởng, cộng sinh, chứ không phải là mối quan hệ mâu thuẫn để triệt hạ lẫn nhau. Chúng ta dễ nhận thấy là mạng xã hội chính là phương tiện để sản phẩm báo chí, tác phẩm của nhà báo đến được gần hơn, nhiều hơn, đa dạng hơn đối với công chúng. Và ngược lại thì mạng xã hội cũng sẽ giúp báo chí và nhà báo mở rộng các kênh thông tin để tiếp cận công chúng và tiếp cận nguồn tin. Đặt trong mối quan hệ ấy thì trách nhiệm xã hội của nhà báo nó đòi hỏi phải cao hơn, phải toàn diện hơn, để báo chí ngày càng xứng đáng với vai trò là với sứ mệnh là dẫn dắt định hướng dư luận xã hội, trong đó có dư luận trên mạng xã hội. Thưa quý vị, có một thực tế cho thấy là lòng tin của công chúng và báo chí có xu hướng giảm sút đáng lo ngại. Lý do là có một lượng nhỏ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay thiếu trung thực, phiến diện một chiều, thậm chí là xuyên tạc sai sự thật. Một số người làm báo thì bị tha hóa, chạy theo dư luận, đặt lợi ích vật chất cá nhân vào những bài báo của mình. Như vậy thì thưa nhà báo Minh Hạnh chị nghĩ gì khi mà một số nhà báo hiện nay phủ nhận mình là nhà báo cách mạng và họ cho rằng là báo chí cách mạng là lỗi thời, là xưa cũ rồi. Bây giờ là thời đại của báo chí hiện đại, mà đã là báo chí hiện đại rồi thì báo chí cách mạng, nhà báo cách mạng chỉ là nhà báo của các cơ quan báo chí của đảng, còn nhà báo thị trường và báo chí hiện đại thì không cần phải đặt mình vào lằn ranh nào cả. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào thưa chị? Điều bạn vừa nói là quan điểm của khá là nhiều người đang làm trong lĩnh vực thông tin truyền thông hiện nay. Tuy nhiên, tôi thì lại không đồng tình với những cái quan điểm này. Vì theo tôi thì báo chí hiện đại vẫn là báo chí cách mạng. Và ở đây thì chúng ta nhìn nhận tính cách mạng của báo chí nói chung và của từng cơ quan báo chí nói riêng, nên nhìn nhận ở các tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí đó. Và chúng ta xác định chúng ta thông tin để làm gì thì chúng ta sẽ làm được cái việc là chúng ta thông tin như thế nào, và kéo theo rất là nhiều cái việc khác. Và chính vì từ chỗ đó thì nói chung là không thể là có một phóng viên hay là một nhà báo nào mà không đặt mình ở trong một cái lằn ranh nào cả. Vì là tất cả dù là phục vụ cho một cơ quan báo chí lớn, chính thống, hay là phục vụ cho một trang mạng, trang thông tin điện tử chẳng hạn, hoặc là kể cả những fanpage cá nhân, thì cũng vẫn phải có quan điểm đưa tin. Khi mà bạn viết ra một điều gì đó thì bạn luôn hướng tới những cái đối tượng công chúng nhất định, và bạn có mục đích nhất định cho thông tin của mình. Phóng viên hay nhà báo hay là một người đưa tin đơn thuần mà không có mục đích gì cả và không đứng ở lằn ranh nào cả thì tôi nghĩ là nó không hoàn toàn đúng. Vậy còn nhà báo Phan Tùng Sơn thì sao ạ? Ông nghĩ gì về quan điểm của một số nhà báo hiện nay cho rằng là mình là nhà báo của thời đại mới rồi, rất hiện đại. Báo chí hiện đại không phải là báo chí cách mạng nữa. Thậm chí có người còn cho rằng là phải tây hóa đi, phải thương mại hóa đi, rồi tư nhân hóa báo chí. Hãy cho báo chí nhà báo ra khỏi sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước. Ông nghĩ gì về điều này ạ? Đất nước chúng ta đang trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Và trong quá trình phát triển ấy thì tất nhiên nó sẽ có những bất cập, những va vấp, những sai lầm và thậm chí là cả những thất bại. Thì đó là điều bình thường của quy luật phát triển. Báo chí của chúng ta cũng vậy. Trong nền kinh tế thị trường thì báo chí cũng là một loại hình hàng hóa đặc thù. Nhà báo, cơ quan báo chí thì chính là những người sản xuất ra cái loại hàng hóa đặc thù ấy. Trong thị trường ấy thì tất yếu nó sẽ có hàng thật,
có hàng giả, có hàng chất lượng, có hàng kém chất lượng. Có người sản xuất có tâm nhưng cũng có người cơ hội đục nước béo cò. Trong hàng chục nghìn người làm báo cả nước hiện nay thì chắc chắn nó sẽ khó tránh khỏi có những kiểu nhà báo, kiểu phóng viên, kiểu người lấy danh nghĩa nhà báo, lấy danh nghĩa phóng viên để trục lợi. Nói về cái việc tự do báo chí thì sẽ không có bất cứ một cái thứ tự do nào nằm ngoài khuôn khổ pháp luật. Báo chí phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự giám sát của nhân dân. Đó là đòi hỏi mang tính chất bắt buộc của báo chí cách mạng Việt Nam. Nền báo chí cách mạng Việt Nam có được như ngày hôm nay, đó chính là sự đồng hành và phát triển với cuộc cách mạng dân tộc giải phóng, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Cho nên, nền báo chí cách mạng Việt Nam hơn lúc nào hết phải đồng hành phát triển với dân tộc. Ai đi ngược lại lợi ích của dân tộc thì phải nghiêm trị. Đó là điều bắt buộc. Vậy thì thưa nhà báo Minh Hạnh ạ, đứng trước kỷ nguyên số và sự tác động của một xã hội đang biến đổi rất là nhanh, cùng với đó là cơ chế thị trường cũng có ảnh hưởng rất là dữ dội. Phải chăng là các nhà báo hiện nay đang có quá nhiều áp lực cũng như là những thách thức nhất định? Vậy các nhà báo của chúng ta hiện nay đang phải đón nhận những thách thức đó như thế nào, thưa chị? Tôi nghĩ là đúng là có quá nhiều thách thức. Với sự bùng nổ của công nghệ, kéo theo đó là bùng nổ của thông tin và sự lan truyền thông tin đó, thì chúng tôi nghĩ là như tôi và những cái đồng nghiệp làm báo khác, chúng ta nên bình tĩnh đón nhận và nỗ lực đón nhận. Ban đầu thì có thể là khi ở những cái giai đoạn đầu là chúng ta có cái ở trong cái tâm thế là chạy theo để đáp ứng, để cạnh tranh với lại những cái nguồn thông tin khác, kể cả là thông tin không chính thống ở trên mạng xã hội hoặc là các nền tảng công nghệ khác. Nhưng mà dần dần thì chúng ta bắt đầu đi song song, và bây giờ thì chúng ta chủ động đón nhận tất cả những cái điều đó. Tôi ví dụ như là phóng viên hiện giờ thì ngoài những cái tập huấn, những cái cập nhật về nghiệp vụ của chính cơ quan báo chí đó, thì các bạn cũng đã chủ động nắm bắt tất cả những cái công nghệ, nhất là khi mà làm báo đang chuyển sang là làm báo đa phương tiện, một phóng viên có thể làm rất nhiều việc, rất nhiều loại hình báo chí một cách nhanh nhất có thể, chính xác nhất có thể, thì các bạn ấy chủ động rất là nhiều. Và từ đó kéo theo là những người biên tập hay là những người duyệt tin bài ở trong các cơ quan báo chí cũng phải chủ động để nắm bắt được công nghệ, để đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu mà thực tế đặt ra, phóng viên đặt ra cho mình. Và thực ra thì chúng ta học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi học rất nhiều ở các bạn phóng viên tập sự, các bạn sinh viên thực tập, và cả những cái sinh viên mà chúng tôi đứng lớp thỉnh giảng thì họ nắm bắt công nghệ rất là nhanh và họ bổ sung cho chúng ta rất là nhiều. Do đó thì tôi nghĩ là trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang chủ động đáp ứng tất cả những cái thách thức này. Vậy thì thưa nhà báo Phan Tùng Sơn theo ông, trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng trong tình hình mới như là nhà báo Minh Hạnh vừa nói đó là gì, và trách nhiệm của nhà báo cách mạng hôm nay ra sao ạ thưa ông? Trách nhiệm xã hội cao nhất, bao trùm nhất của báo chí trong giai đoạn hiện nay chính là xung kích trên lĩnh vực kiến tạo xã hội, thúc đẩy sự nghiệp sáng tạo vĩ đại của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhà báo phải đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết. Đó là trách nhiệm xã hội vẻ vang nhất của nhà báo và báo chí. Vậy thì trước bối cảnh đó, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như là trách nhiệm đạo đức của người làm báo cần phải được nâng cao, đúng không ạ? Thưa nhà báo Phan Tùng Sơn. Chúng ta chắc chắn rồi, để đáp ứng được yêu cầu phát triển của báo chí thì như tôi đã trình bày lúc nãy, đó là phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp của nhà báo. Hay nói một cách khác, đó chính là chất lượng của nguồn nhân lực là nhân tố quyết định. Cho nên để đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại trong thời gian tới, đáp ứng được mục tiêu hội nhập, thì chúng ta phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, cả đức, cả tài, theo cái tiêu chí là mắt sáng, lòng trong, tâm sáng, lòng trong, bút sắc,
Đó là một điều chắc chắn. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải thực hiện tốt một số những cái việc rất là căn bản. Trước hết đó là phải tiếp tục phát huy vai trò định hướng. Cái vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong cái vai trò định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của nhà nước đối với báo chí. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ quan báo chí, mọi ấn phẩm báo chí. Báo chí Việt Nam phải luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Và nó được thể hiện ở cơ sở đó là trách nhiệm của cơ quan chủ quản, của lãnh đạo từng cơ quan thông tấn báo chí trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện và nâng cao phẩm chất năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên và người làm báo. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là mỗi một bài báo viết ra thì có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Nó tác động một cách mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm cũng như là những hành vi ứng xử của công dân. Vì thế mà trách nhiệm xã hội của báo chí là hết sức nặng nề và rất là quan trọng. Để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong thời gian tới, như là nhà báo Minh Hạnh cũng như là nhà báo Phan Tùng Sơn đã nói, thì là việc nâng cao nhận thức, trau dồi đạo đức cách mạng của người làm báo là hết sức cần thiết. Như vậy thì công tác quản lý báo chí của tổ chức Đảng, các đơn vị cơ quan chủ quản báo chí cũng cần phải làm tốt như thế nào, thưa nhà báo Minh Hạnh ạ? Tôi xin bổ sung thêm vào ý kiến của anh Phan Tùng Sơn, đó là nhà báo hiện đại hiện nay ngoài những cái trau dồi về nhận thức, đạo đức, cách mạng thì cần phải nắm bắt kịp thời và làm chủ công nghệ. Như tôi đã nói ở trên, công nghệ nó rất là quan trọng và chúng ta làm chủ được nó thì chúng ta sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Và đối với người làm báo hiện nay thì cái việc tự quản lý mình nó rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì công tác quản lý báo chí của các cơ quan chức năng và từng cơ quan báo chí cũng phải ngày càng chặt chẽ hơn. Đương nhiên với tốc độ phát triển của truyền thông như hiện nay thì chúng ta không thể đòi hỏi được có tất cả những cái công cụ quản lý của cơ quan chức năng một cách chặt chẽ nhất. Vì là chúng ta đáp ứng cái điều này thì nó sẽ phát sinh cái điều khác. Do đó thì tôi mong muốn cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật và thường xuyên điều chỉnh, thường xuyên có những quy định mới để quản lý báo chí một cách tốt hơn. Và ở mỗi cơ quan báo chí thì có các quản lý riêng của mình nữa. Và hiện giờ thì như cơ quan báo chí mà tôi đang công tác sẽ không quản lý người làm báo bằng thời gian thực mà quản lý bằng hiệu quả công việc. Chúng ta hoàn toàn có thể có những cái cơ sở để chúng ta đặt lòng tin vào phóng viên, vào nhà báo của chúng ta, và chúng ta nắm được họ đi đâu, họ làm gì, thì cái việc quản lý về thời gian nó là không cần thiết nữa. Và như anh Phan Tùng Sơn đã nhấn mạnh đặc biệt ở phía trên, có nghĩa là khi mà chúng ta trau dồi nhận thức và đạo đức của người làm báo cách mạng tốt rồi thì những cái điều này hoàn toàn có cơ sở để chúng ta tin tưởng vào người làm báo của mình. Thưa quý vị, trước những khó khăn, thách thức của báo chí hiện nay, nhưng mà chúng ta vẫn có thể khẳng định là báo chí nước nhà đang đi đúng hướng. Có rất nhiều nhà báo chân chính và nhiệt huyết, họ không quản ngại gian khổ, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng, sẵn sàng lăn xả để trở thành những chiến sĩ trên mặt trận thông tin tuyên truyền, đưa thông tin một cách chính xác, nhanh nhạy nhất. Chúng ta thấy rằng là trong đại dịch COVID-19, chúng ta thấy rõ hơn vai trò, sứ mệnh của báo chí, cơ quan truyền thông. Các nhà báo đã trực tiếp đến nơi tuyến đầu chống dịch, thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất, giúp cho người dân nâng cao nhận thức, tin tưởng, đồng hành cùng với Đảng, Chính phủ thực hiện các giải pháp phòng chống dịch như chống giặc, góp phần tạo nên thành tích ngoạn mục được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, là quốc gia mà truyền thông được người dân tin cậy trên thế giới. Và sau đây thì xin được mời nhà báo Minh Hạnh cũng như là nhà báo Phan Tùng Sơn, chúng ta cũng như là quý vị khán giả sẽ xem những hình ảnh của các nhà báo BBTV đang tác nghiệp tại hiện trường, lắng nghe những chia sẻ của một số nhà báo và người dân về báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng nghề báo là một nghề nguy hiểm, bởi vì chúng ta
Chúng ta phải dấn thân vào để có thể tìm ra được sự thật đối với rất là nhiều những cái vụ việc mà chúng ta theo đuổi, để với mục đích cuối cùng là chúng ta mang đến cho công chúng những cái thông tin, những cái vấn đề mấu chốt trong từng cái vấn đề nào đó. Và để làm được điều đó thì tất cả mọi người chúng ta đều rất là nỗ lực hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ. Và đối với chúng tôi, những người làm báo, thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào. Bởi vì không tự hào sao được khi mà chúng ta hàng ngày lan tỏa những cái việc làm tốt, những hành động đẹp, những nghĩa cử cao quý trong xã hội, làm cho xã hội của chúng ta ngày càng tốt hơn lên. Một nhà báo viết về mảng chính sách pháp luật, trong quá trình tác nghiệp tôi gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực để mà hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tạo ra những tác phẩm hay. Qua đó thì chuyển tải được những tâm tư nguyện vọng của người dân đến với các cơ quan chức năng và giải quyết được những cái bức xúc của họ. Từ đó thì tôi cảm thấy rất vui khi mà được làm công việc của một nhà báo. Với báo đảng, báo địa phương á, thì tôi nhận thấy là ở đây cung cấp cho rất là nhiều những cái thông tin nó chính xác và đảm bảo được cho mình cái độ tin cậy cao. Rồi tôi rất là mong muốn rằng là báo Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy được cái ưu điểm của mình, và từ đó thì mang lại những cái thông tin kịp thời chính xác cho bạn đọc. Các chương trình của BBTV đã được cải tiến rất là nhiều, đáp ứng nhu cầu cũng như thị hiếu của đa phần khách hàng khi ở nhà xem TV. Thì song song đó, BBTV đã đưa các chương trình đó kèm theo đồng hành với các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, học tập và phát triển nhiều hơn. Trong cái tình hình mà làm ăn kinh doanh khó khăn bây giờ, thì để đưa đến các chương trình đó giúp cho các khách hàng tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước là một cái kênh quan trọng để truyền tải những cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương, các cái sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của địa phương đến với người dân. Do đó thì là trong cái thời gian tới á, thì với những cái kết quả tích cực như chúng ta đã thực hiện được trong cái thời gian qua, thì tôi cũng mong rằng là đài sẽ tiếp tục phát huy những cái thành tích mà mình đã đạt được với một cái đội ngũ cán bộ, nhân viên, biên tập viên năng lực, trình độ, rồi là nhanh nhẹn trong các công việc, thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của mình trong cái thời gian sắp tới, và xứng đáng là một cái kênh thông tin quan trọng để mà truyền tải những cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như là của đất nước. Thời gian gần đây thì cái vai trò của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước trong cái lĩnh vực tuyên truyền và thực hiện các cái phóng sự về chương trình trợ giúp an sinh xã hội, đặc biệt là có ba cái chương trình cơ bản là chương trình chia sẻ nỗi đau, chương trình khát vọng sống và chương trình chấp cánh ước mơ, thì chúng tôi có thể nói là cái sự lan tỏa trong cộng đồng nó ngày càng mạnh mẽ và ngày càng hiệu quả rất là thiết thực. Cho nên là về cái vai trò của báo chí trong cái việc mà tuyên truyền cũng như là vận động thực hiện các cái chủ trương chính sách, thực hiện cái công tác từ thiện xã hội thì đặc biệt quan trọng, và tôi cho là rất là hiệu quả. Và với cái vai trò của hội thì chúng tôi thiết nghĩ rằng hội và đài phát thanh truyền hình báo Bình Phước sẽ có cái sự hợp tác phát huy hơn những cái thành tích, cái cách làm mà hiệu quả từ thời gian qua mình đã làm. Thưa quý vị, những người làm báo chúng ta hết sức là phấn khởi khi mà nhìn thấy những hình ảnh trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết và cả những chia sẻ chân thành, tự hào, trách nhiệm của các nhà báo BBTV, và đặc biệt là ấm lòng khi mà nghe được sự tin yêu, kỳ vọng của công chúng dành cho báo chí và những người làm báo. Thưa quý vị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Các thế hệ những người làm báo đã thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm,
sức sáng tạo, tài năng, đạo đức và bản lĩnh chính trị của mình để có những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước vì một khát vọng Việt Nam hùng cường. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai nhà báo, hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cũng xin được chúc mừng những người làm báo nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tự hào người làm báo cách mạng Việt Nam. Chúng tôi cũng xin được chúc mừng những người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước qua các thời kỳ. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả, độc giả đã luôn tin yêu, đồng hành và cổ vũ những người làm báo BBTV chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.